Dạ, ấy là ngày nay nộp báo cáo bài 2 đúng không thầy? À, bữa nay là hạn chót nộp báo cáo bài 2 cho nên lớp trưởng thu và gom lại, rồi ngày mai lớp trưởng sẽ gửi cho thầy. Dạ. Ờ. Hình như có bài 3 thầy mới đang lên đúng không thầy? Là làm riêng hay là làm... Làm riêng bài 3 đó là thầy chưa có quy định hạn chót, là Dạ. bắt đầu từ bữa nay là xong bài 2 là làm bài 3. Dạ. Ừ. Rồi có hỏi gì nữa không? Có thầy tắt mic nha. Dạ. À, thầy đang xử lý clip để gửi lên cho mấy em coi nè. Sao thầy nghe? Dạ, à, em xem video thầy, nếu mà như thế thì cái cổng an mình làm giống như trong video luôn á thầy. Cổng en nó giống rồi hả? À, giống thì em lựa cổng khác nữa đi. Còn còn giống cổng en đó lỡ giống vậy thôi, nhưng mà nếu mà em lựa thêm cổng khác thì được thêm điểm. Chứ làm cái cổng mà đã có rồi thì đâu có hay À, đâu. dạ. Mình Thấy không? chọn một trong số đó làm chứ không phải là làm hết hả thầy? Làm hết nhưng mỗi cái cổng nào nó trùng với cái bài của thầy cho rồi thì mấy em lựa một cái cổng khác trong cái đống cổng logic mà thầy dạy bên clip thầy gửi bên phần chat đó, có nhiều cổng lắm, thì em có lựa một cổng khác thay cho cổng en đó. Dạ dạ Còn nếu em làm cổng en cũng được nhưng mà sẽ không được đánh giá cao, thấy dạ dạ không? À.